Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa quyết định đưa ra xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Nhóm bị cáo gồm Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam. Phiên tòa xét xử dự kiến trong 2 ngày và kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Tòa án cũng triệu tập các ông bà sao tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo, luật sư, đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đại Nam, chồng bị cáo Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đình Kim. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo Cục Quản lý Đường bộ 4, Bộ Giao thông Vận tải về việc khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân, du khách. Ghi nhận tại vị trí chân hộ lan phía ta luy âm thuộc km 232 100 đường đèo Mimosa thuộc quốc lộ 20, xuất hiện sạt lở đất hàm ếch với bề rộng khoảng 2,5m, chiều cao mái ta luy trên 3m. Phía bên dưới chân ta luy có một chòi gỗ và một chòi xây đang canh tác nông nghiệp. Điểm sạt lở đã tiến vào tới mặt đường nhựa. Trong lúc chờ phương án xử lý, chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo, đổ đất tạm và dùng các bao đất cát để che chắn không cho nước trên bề mặt đường chảy vào vị trí sạt lở. Đèo Mimosa là tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía nam vào thành phố Đà Lạt, với mật độ giao thông tập trung rất đông sau khi đèo Grand đóng cửa để nâng cấp mở rộng. Liên quan đến vụ thầy giáo dạy ngữ văn, chủ tịch công đoàn cơ sở của trường Trung học Phổ thông Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, chửi học sinh đầu trâu đầu chó chứ không phải đầu người. Ngày 30 tháng 8, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Võ Thị Hồng phê bình bằng văn bản đối với giáo viên này. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2022. Trong giờ dạy ở lớp 10X5, thầy giáo này hướng dẫn học sinh ôn tập. Thầy nhiều lần nhắc nhở nhưng một số học sinh mất tập trung. Gần cuối tiết học thứ hai khoảng 8 giờ 30 phút, khi thầy đang hướng dẫn thì có một số em nói chuyện riêng, nằm xuống bàn, quay ra ngoài. Do không kiềm chế được cảm xúc, thầy đã có những lời lẽ không chuẩn mực với học sinh. Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 8584 trên UBND-TCD về việc kiểm tra làm rõ nội dung đơn và điều kiện thụ lý đơn tố cáo của người dân liên quan việc thảm nhựa đường sông Nhạn Dầu Dây khi trời mưa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và điều kiện thụ lý tố cáo theo quy định. Báo cáo tham mưu đề xuất để xem xét giải quyết theo quy định. Cụ thể, người dân ở thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất có đơn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu rõ, tuyến đường sông Nhạn Dầu Dây dài hơn 14 km, có mức đầu hơn 24 tỷ đồng, do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô trực tiếp thi công. Trong quá trình làm đường, đơn vị thi công không tuân thủ quy định kỹ thuật khi thảm nhựa mặt đường lúc trời mưa, gây bức xúc cho người dân địa phương và Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong giám sát thi công. Ngày 30 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một phụ nữ 38 tuổi, trú tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Theo điều tra, sáng ngày 28 tháng 8, nhân viên thu gom rác phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh, giới tính nam, bị bỏ trong thùng rác trên đường Hùng Vương, đoạn thuộc ấp Vũng Gắm, xã Phước An, huyện Nhân Trạch. Đến chiều ngày 29 tháng 8, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhân Trạch đã tạm giữ một người phụ nữ, bước đầu xác định là mẹ của bé trai sơ sinh để điều tra xử lý theo quy định về hành vi vứt bỏ con.
Chiều ngày 30 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Thái Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, bốn cháu bé sinh vào các năm 2017, 2018, 2020 và 2022 đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị vết thương do bị bỏng trong vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Cụ thể, chiều ngày 29 tháng 8, một căn nhà ở khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng bốc cháy lớn. Công an thị xã Trảng Bàng đã huy động lực lượng cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, đưa bốn cháu bé mắc kẹt bên trong căn nhà đi cấp cứu. Vụ cháy làm bốn cháu bé bị bỏng da, trong đó có hai bé bị bỏng khá nặng. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.